Phạm Thị Ngọc Hoa, sinh năm 1996, có tính cách ngây ngô và đáng yêu. Hiện đang làm mẫu ảnh, diễn viên tự do và đã trải qua 3 mối tình. Em muốn một người thì tính cách sẽ vui vẻ, năng động, kiểu như làm cho người khác phải vui á, gây được cái tiếng cười cho mọi người xung quanh á. Còn một người thì kiểu trưởng thành, chững chạc một tí. Hai người kiểu hoàn toàn đối lập nhau. Ai trong hai chàng trai sẽ là phét lớp? Một thử thách tình yêu đầy khó khăn và bất ngờ cho cô gái khi cả hai đều xuất thân từ nghề diễn viên. Ai là thật và ai là giả? Em chào hai anh. Chào em. Ở đây hơi ồn thì em có thể tiến lại gần hai anh để nghe hai anh giới thiệu một chút về bản thân mình. Ok, vậy anh sẽ nói lớn nha. Anh là Hải Ninh. Anh sinh năm 1997. Anh học trường Hutech. Hiện tại anh mới học xong. Quê anh ở ngoài Bắc, sinh ra và ở Việt Trì, Phú Thọ. Anh thích cái ưu điểm của em là ở yêu một ai và ở bên người đó được là chính bản thân mình. Với anh cũng vậy á, anh với em tương đồng với nhau. Anh có ngại về cái tuổi tác khi mà anh nhỏ hơn em một tuổi không ạ? Anh cũng không ngại về vấn đề tuổi tác tại vì anh cũng đã từng quen người lớn tuổi hơn. Ok, em thấy vậy cũng đủ rồi. Anh tên Nam, anh 94, anh đến từ Hải Phòng. Sau khi anh xem profile của em thì anh có cảm nhận là dễ thương. Em có ngại với người trong nghề không? Dạ không, em nói chung là nghề nghiệp ổn định là được. Và bây giờ em sẽ chọn một người để hẹn hò đầu tiên với em. Thì em mời hai anh giơ tay của mình ra. Khi mà hai bạn dắt tay nhau đi thì em cũng bình thường vì lần hẹn thứ hai em cũng có thể dắt tay bạn nữ mà. Chắc là bạn trai có những cái kiểu sở thích hoặc là những cái ưu điểm mà phù hợp với bạn nữ thì bạn nữ sẽ chọn thôi. Sao em chọn anh nhỉ? Thì tại vì anh nói cái mà được là chính mình á, nên em thích cái đó. Không sợ anh kia buồn à? Ai? Anh nói hả? Không mà mình còn tìm hiểu nhau để coi như thế nào quá à. Thì tại vì em thấy điểm đó của anh em thích nên anh mới chọn cái chuyện đầu tiên á. Bao lâu rồi em chưa yêu? Hơn một năm. Mối tình cũ của em kéo dài bao lâu? Hơn 3 năm, gần 4 năm. Thế tại sao hai người chia tay vậy? Mình ngồi đây đi rồi mình nói chuyện. Ok. Đi được mũi cắn quá trời. Ban ngày rồi mũi cắn. Mũi rồi. Rồi bây giờ nói về tại sao chia tay nha. Tại vì người ta có người mới. Là em bị cắm sừng hả? Đúng rồi, có cắm hai lần luôn. Trời ơi, nó dại dột quá vậy? Anh có đọc hết cái profile của em không? Hết. Anh có thấy cái điểm em để trong đó không? Khùng á. Trời ơi, em không có bình thường đâu. Thì em mới nói em muốn cạnh mọi người mà em có thể được là chính mình là vậy đó. Thế ở cạnh người kia em được là chính mình không? Được. Bởi vậy em mới thương. Sao không nghĩ ngược lại? Được là chính mình cho nên mới bị cắm sừng. Sao nữa? Anh rất là thương những người bị cắm sừng. Nhưng đó cũng là điểm mà anh hay nhây. Em không muốn anh thương mấy người bị cắm sừng, mà em muốn anh thương em cơ. Thì anh biết em thả thế rồi. Nhưng mà anh không kịp đớp. Em không kịp đớp. Hiền quá nhờ, sao nhìn thấy em hiền quá nhờ. Hiền. Mày có hiền vậy không? Hiền. Không, nhưng mà trong tình yêu đối với anh nói thật nha. Anh nói thẳng luôn là anh cảm giác là anh rất quan trọng chuyện đó. Cảm giác hợp chuyện đó anh mới quen được. Em nói thật. Nhìn thấy anh không nghĩ như vậy đúng không? Nhưng mà okay, cái này thì ai cũng rất là mỗi người có một suy nghĩ mà. Ví dụ một thằng con trai mà yêu một người con gái vì vấn đề đó quá là sống là tốt. Nếu mà vì vấn đề đó mới yêu là dẹp. Dẹp. Yêu nhau mình cùng xây đắp thì nó mới kiểu như là chuyện đó nó sẽ góp thêm cho cái tình yêu thì ok. Nó là như vậy đó. Anh hiểu ý em không? Hiểu. Anh hiểu ý em là được rồi. Đừng có hiểu sai ý em là được rồi nha. Thôi bỏ qua vấn đề đó đi. Ở đây mình chỉ nên thưa. Không, nhưng mà nói trước như vậy cũng ok. Vậy đi cho nó dễ nói chuyện hả? Khi mà nhìn thấy hai bạn ngồi nói chuyện với nhau thì thấy khá là vui vẻ. Thì cũng hơi lo lắng ấy. Cũng không biết là hai bạn đã hiểu nhau đến mức nào rồi, chưa tới lần mình nữa mà vẫn đang còn ngồi chờ. Thì
mong mong cho nhanh nhanh ấy để lần nào tiếp theo sẽ là cùng mình. Anh với em hiện tại đã hết thời gian rồi và em sẽ được gặp người kia. Mà anh đó anh nghĩ là cũng đẹp trai, cũng tốt lắm, cũng khéo lắm thân anh. Nhưng mà anh vẫn mong em có thể suy nghĩ tới anh chút xíu. Chút xíu cũng được nha. Ok. Ok, rồi. Khi nói chuyện với bạn đó mình cũng rất là thoải mái và hai người cũng rất là thoải mái nói chuyện với nhau. Về phong cách là rất là hợp với mình và rất là mình cũng rất là thích cái phong cách đó. Và còn về gương mặt thì ok, rất là đẹp trai, sáng sủa. Nói chung là mình cũng chưa tìm hiểu rõ lắm nên mình cũng chưa chắc thật sự tin vào những gì bạn ấy nói lắm. Phải nói trước những điều đó thì khi mình đã chính thức đến với nhau mình mới được bền lâu. Tại vì người ta đã biết mình có những điểm xấu như vậy rồi mà người ta mới chấp nhận, để chứng tỏ là người ta là thương mình thật. Chứ nếu mà mình cứ khoe những cái điểm đẹp của mình ra đến khi điểm xấu mà người ta tự nhiên người ta không chấp nhận được, người ta đi, thì mình cũng cái chuyện tình cảm nó không được kéo dài cho lâu. Sau khi tiếp xúc với Hoa thì mình cảm giác là cái cảm xúc của mình từ 60% lên đến chắc là 85-90% rồi. Mình cũng có rất là nhiều điểm mà tương đồng làm cho người con gái nó thích. Thật sự mình chưa biết người con trai kia như thế nào. Chắc gì mình đã hơn được người con trai đó. Người con trai tiếp theo cũng là rất đẹp trai, nhìn rất là lãng tử, cho nên mình cũng không dám khẳng định. Tiếp đi. Em muốn chơi không? Anh muốn gắp đồ tặng em ăn mà. Đâu anh gắp chúng được cái con đâu. Ôi. 5 con. Thiệt luôn hả? Em muốn chơi không? Thôi muốn chơi, anh chơi đi. Chơi xong. Thế nên mình ra ghế ngồi. Anh chơi đến giờ không lâu. Thường thường em không có thích gấu bông đâu. Em thích con chà bá bự. Sao thấy anh ngại ngại vậy? Không phải, thường thường thì lần đầu gặp thì tôi sẽ hơi ngại. Hồi nãy em không nắm tay anh có buồn không? Có, mà không sao, bây giờ có lần hẹn hò rồi. Nó chỉ là thứ tự thôi à, chứ nó không có nói lên được điều gì hết đó. Anh gặp em ngoài rồi anh thấy sao? Nhìn xinh hơn trên clip. Hồi trước á, anh quen bao người rồi? Lâu rồi cũng 2 người, nhưng mà thực ra là anh độc thân chưa quen ai gần đây 3 năm rồi, 3-4 năm rồi. 3 năm rồi chưa quen ai? Anh là một người ít nói, với lại anh cũng ít tiếp xúc nhiều và anh cũng không có gần gũi ai nhiều. Quen cô đơn rồi thì kiểu cái gì cũng một mình nhiều, nên là mọi người cứ nghĩ là mình kiểu khó gần. Em thấy anh là hơi hiền á. Ủa mà trước giờ em có đặc điểm em thích người con trai có cái nhiệt ưu điểm gì nhất? Em thì em không có đặt ra cái hình của nó đó. Kiểu như mình nói chuyện với người đó mình cảm thấy có tình cảm. Là lúc trước em cũng vậy á, em thích kiểu như em thích cái gu Hàn Quốc á, xong rồi em gặp thấy người này rồi em quen thôi, mà người đó hoàn toàn khác hẳn với người, với lại người đó kiểu như quan tâm em là tự nhiên mình rung động. Mà em không thích người nấu biết nấu ăn tốt chứ, có gì đâu mà không thích, đâu có xấu đâu. Em có thích người chơi thể thao luôn. Anh hay chơi bóng rổ. Còn con trai chơi bóng rổ rất là men. Từ trước tới giờ như em chưa gặp ai chơi bóng rổ. Giờ gặp anh. Nhưng mà anh ngại. Không. Ngại lúc này thôi. Chút chút để nó sẽ không ngại đâu. Không thiệt không? Dạ. Dạ anh cứ hỏi em có thích không? Bây giờ em hỏi lại một câu được không? Anh có thích em không? Nhưng mà anh vẫn mong em có thể suy nghĩ tới anh chút xíu. Chút xíu cũng được nha. Ok. Bây giờ anh nói cho mọi người được. Mọi người thấy điểm anh á. Ngoan này, lễ phép này. Và không bao giờ kiểu tranh cãi với người trong nhà hơn là người bên ngoài. Vì người trong nhà là đều là gia đình. Nếu mà khi mà mình tôn trọng người trong gia đình, chắc chắn là người bên ngoài mình sẽ nhìn nhận một cái khác. Mình phải luôn nghĩ tới gia đình mình trước.
anh muốn hỏi thì bạn trai kia đã nắm tay em rồi thì anh có thể xin phép nắm tay em một lần được không? Nắm tay xong anh phải cho em biết cảm nhận nha. Ok. Tay em không phải là tay tiểu thư mềm mại đâu. Nhỏ bé. Rất là ấm luôn. Còn là anh rất là mềm. Mềm cũng hơn tay em nữa cơ. Ừ. Có rung động gì không? Thì thường anh thích bàn tay bé. Thì chạm được rồi. Giải ra ngoài chưa? Sắp rồi. Đây này. Một. Rất là hợp với mình. Ngoài thực tế thì cô gái rất là cá tính và rất là cá tính mạnh ấy, và vui tính nữa. Khá là hoàn toàn là trên đầu vai mình thực sự thích cô gái. Theo cái phần trăm mình có thể thích cô gái thì nó chỉ có thể tăng tầm 85-90%. So với bạn thứ nhất thì bạn thứ hai mình đánh giá là cỡ 96%. Tại vì như là một người đàn ông của gia đình vậy đó, thấu hiểu nữa. Và sau hai cuộc hẹn hò thì mình vẫn còn đang rất là phân vân. Tại vì một người thì cho mình cái cảm giác thoải mái, còn một người thì lại cho mình cái cảm giác an toàn vì người ta rất là thấu hiểu mình. Nên thật sự rất là phân vân luôn. Nên mình cần một chút thời gian nữa để suy nghĩ.